Hello, em Trường Anh gửi lời chào đến toàn thể tất cả anh chị nha. Đây là con Honda Accord sản xuất năm 1993. Một khách đã rất là thân thương ở Xuân Lộc Đồng Nai nè. Chốt cọc cho Trường Anh rồi nè. Đó, con xe này Trường Anh đã đăng clip rất là chi tiết rồi. Bây giờ đang chuẩn bị cho tài xế lên đường giao xe về Xuân Lộc Đồng Nai cho khách nha. Uy tín thì tạo nên nhiều thương hiệu. Một quả tem Trường Anh tặng cho anh trai và một màn hình, một cam dê. Đó là cái tình cái nghĩa của Trường Anh nhé. Đây ạ, sau tiếp theo một cái kẹn đuôi cá rất là dễ thương. Accord hàng nhập 4 vỏ với 90% 5 âm đúc anh chị nha. Bây giờ anh chị coi form dán con xe nè. À, remote cửa đâu anh? Mở 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 bên kia rồi. Đây là anh chị coi nè. Người anh trai của Trần Anh cũng mở cái tiệm chuyên đề can cắt vi tính nè anh chị ạ. À, chuyên về dán về xe ô tô nhé. Anh chị có dịp ở Bảo Lộc thì lên trực tiếp trên đây. Trần Anh sẽ thiết kế mẫu tem đẹp nhất đến cho toàn thể tất cả anh chị nha. Tem lên tem sport nè. Đó, form dáng bây giờ của con xe rất là đẹp luôn. À, hai cụm đèn rất mới chị nha. Đó, một con xe mà Trần Anh dọn lên đó, dọn bằng cả một cái tâm huyết luôn à. Lên bộ tem là rất là cá tính luôn. Đây nè, cửa nè, nội thất nè anh chị coi nè. Đó, tắp bi nè. Tắp bi sau bọc 5D, lót sàn mới nè, thảm mới nè, anh chị coi lót sàn nè, lót sàn mới tinh nha, ghế là Trường Anh bọc mới hết, toàn bộ cho anh trai luôn, rin hết, nỉ là chìa khóa nè, khóa sau cốp nè, rin nguyên hết nè. Đây là tài xế của Trường Anh bắt đầu lên đường đi vô xe nhá. Đây là tắp bi cửa nè, bọc 5D, 3D mà trang bị full rồi nhá. Con này Trường Anh đi tẩy rửa rồi toàn gì rồi anh chị ạ. Đây là chỗ này là dán chuyên về để canh vi tính, là trên này nó có hơi bị bụi bẩn nhá. Con này xíu cho anh đi rửa sơn cả rồi đi giao cho anh trai. Anh trai sẽ nhận được một con xe rất là mới, rất là hoàn hảo trong cuộc sống luôn nhá. Đó, nội thất của em nói đây nè. Anh chị thấy đẹp không ạ? Trường Anh nhìn Trường Anh còn ghiền nữa chứ nói gì anh chị. Đó, Trường Anh dọn xe lên đó, anh chị thấy khen không? Tặng anh trai là màn hình cam dê nè, như lời Trường Anh đã hứa nè. Đầy đủ những con xe rồi. Chất máy vừa đưa qua công nghệ xử lý 4.0, đỉnh cao làm đẹp toàn diện con xe. Nội thất mới lắm, tắp bi bọc da gỗ nguyên rin hết. Lên bộ tem sport đây. Đó, 4 vỏ nè, mới 90% luôn nha anh chị nha. Mới 90% mâm nè, mâm đúc nguyên bản à. Hàng này hàng nhập anh chị nha. Mới chục triệu thôi, đăng kiểm tháng 6 năm 2020. Mấy chục triệu, chỉ có mấy chục triệu là anh chị có thể sở hữu được con Honda Accord rồi. Chất xe đẹp, bán rất nhanh. Vừa đăng clip đã bán rồi nha. Đây là máy nè. Chiếc máy Trường Anh là đưa qua công nghệ 4.0 xử lý toàn diện cái con xe này rồi nha anh chị nha. Nguyên bản hết, anh chị coi nè. Không có dây điện lằng nhằng nha. Đó, em đã dọn lại hết rồi đó. Chiếc xe cỏ tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em. Đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý để đến với tay người tiêu dùng à. Con Accent bên đường của em bên kia em vừa đi bảo dưỡng xong nhá. Đó, bảo dưỡng gara không tốn đồng nào luôn. Người ta thay nhất mới cho em luôn anh chị ạ. Đó, chiếc xe sản xuất năm 2015. Trần Anh bán giá 340 triệu. Anh chị mua thì Trần liên hệ với Trần Anh nhá. Trần Anh có bớt cho anh chị luôn, lấy lọc đầu năm anh chị nhá. Mùa xuân này anh sẽ cưới em anh chị ạ. Làm một con xe che nắng, che mưa, chở gia đình đi du lịch, chở người yêu đi du học rất là thuận lợi nhá. Dít ơi, đi đi em, chạy qua bên cung nghề đi. Đây là tài xế của em nè, bắt đầu lên xe, chuẩn bị bàn giao xe cho người đẹp ở dưới Xuân Lộc Đồng Nai rồi nhá. Đó, phong dáng nè, nhìn rất là full, rất là dễ thương luôn trong cuộc sống nhá. Một lần nữa Trường Anh chúc anh chị có một buổi trưa an vui và hạnh phúc bên gia đình. Tràn đầy lộc lá đến mọi nhà nha. Thần tài gõ cửa sẽ mang may mắn lại cho toàn thể tất cả các anh chị. Đó, xe nổ rất là êm luôn, phong dáng rất là đẹp. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.